Sắc đẹp và tội ác. Tác giả Nguyễn Hiền. Tập 3. Cầm điện thoại của người phụ nữ kia, vì có cài password nên cô ta không có tài nào mở được. Bây giờ muốn lấy lại điện thoại chỉ có hai cách. Một là nộp cho công an điện thoại này, hai là tự bà ta tìm đổi lại. Bỗng cô ta tái mặt khi nhớ ra cái điện thoại dạo này cô không có cài mật khẩu. Nếu bà ta mở ra thì sẽ biết tất cả các dữ liệu ở bên trong. Bây giờ phải làm sao đây? Nhưng nếu nộp cho công an thì khi bà ta trả lại thì cũng không khác gì cô đã dâng mở cho miệng mèo. Thôi, tốt nhất là tự tìm bà ta để giải quyết. Ông Quang nhận dấu vân tay của cô gái mang tên Kiều Tiên và chuyển ngay cho bộ phận kỹ thuật hình sự. Đồng thời ông chuyển luôn cái điện thoại của cô ta mà trinh sát Hằng đã đánh tráo để lấy dữ liệu. Không hiểu sao, mọi việc diễn ra như dự định, nhưng ông Quang vẫn trầm tư, nét mặt đăm chiêu. Ông muốn đào lại vụ án giết người cách đây 3 năm mà nạn nhân chính là bà Kiều Loan, mẹ của cô ta. Tại sao cô ta lại biết ông Hùng có dính dáng đến bà Loan mà bám sát? Vụ án đó ông không có trực tiếp xử lý mà là một người khác. Sau này ông nghe báo cáo lại là gia đình không yêu cầu điều tra mà xin được đưa về nhà mai táng, vì không phải mình phụ trách. Hơn nữa, ông đang theo đuổi một vụ án buôn lậu ma túy vô cùng căng thẳng, nên không có quan tâm nữa. Bỗng nhiên giờ đây, cái tên và họ của bà Kiều Loan lại thôi thúc ông đào lại vụ án đó. Một phần vì tò mò, một phần vì vụ án này liên quan đến ông Hùng, bạn của ông, nhất định ông phải đến An Giang một chuyến. Việc còn một cô gái con bà Kiều Loan hiện đang ở đâu cũng là một ẩn số. Ông phải chờ bên bộ phận kỹ thuật hình sự trả lời về kết quả của dấu vân tay và dữ liệu trong cái điện thoại. Đúng lúc này thì ông Hùng gọi tới. Alo, tình hình sao rồi? Cực khổ cho ông quá đó. Nói dài dòng lắm, gặp nhau tôi sẽ nói luôn sau khi có kết quả giám định hình sự. Ông Hùng tỏ ra sốt ruột. Ông đang ở đâu? Tôi tới ngay. Nhưng ông Quang lại không muốn gặp ai cả. Ông ngồi một mình suy nghĩ về tất cả mọi việc. Sau chuỗi lại tất cả mọi vấn đề, ông thấy các mắt xích đang bắt đầu lộ ra. Việc trước tiên, ông sẽ xóa hết các video liên quan đến cha con ông Hùng. Tiếp đến, ông thu nhập bằng chứng nếu cô ta có liên quan đến hợp đồng của công ty Hùng Phát. Sau đó điều tra đến cái chết của bà Kiều Loan. Không thấy ông Quang trả lời, làm cho ông Hùng cứ chờ đợi. Không biết ông này đi đâu mà để điện thoại trống trơn như vậy. Ông cố tình nói lớn một lần nữa trước khi cúp máy. Alo, ông có đó không? Hả? Tại sao mở máy rồi im lặng chứ? Tiếng của ông Hùng trong điện thoại làm cho ông Quang giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ. Ông không nhớ rằng điện thoại của mình vẫn đang để chế độ nghe và ông Hùng vẫn đang chờ đợi từ nãy tới bây giờ. Ông mệt mỏi trả lời. Ông tới cơ quan của tôi đi. Trong đầu thì muốn được ngồi một mình suy nghĩ, nhưng miệng lại trả lời hẹn gặp ông Hùng. Ông thả người trên cái ghế dựa trong phòng, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Trời đã xế trưa, đáng lý ra phải nắng gay gắt, nhưng hình như ông trời muốn xoa dịu tâm trạng của ông lúc này. Từng cơn gió thổi bay những chiếc lá vàng và những cánh hoa trên cây phượng già trước cửa. Ông như nói một mình. Hè đến từ lúc nào mà mình không biết nữa. Tay cầm cái phone mà đầu máy nghĩ đâu đâu, rồi dường như ông Quang quên rằng vừa mới hẹn với ông Hùng. Ông đi ra xe và chỉ nói với bảo vệ gác cổng. Tôi đi An Giang. Nói xong, ông quay lưng lên xe chạy luôn. Đúng lúc này thì ông Hùng cũng vừa mới đến hỏi bảo vệ. Tôi có hẹn với ông Quang, anh làm ơn mở cổng. Dạ, sếp Quang đi An Giang rồi. Cái gì? Cách đây hơn 30 phút ông ấy còn hẹn tôi tới mà. Dạ, em không biết nữa. Anh phone cho sếp coi sao, cũng chưa có đi xa đâu. Ông Hùng vội phone cho ông Quang, nhưng chuông đổ mà đầu dây bên kia không có người nghe. Ông Hùng gào lên.
Trời đất ơi, ông sao vậy hả? Tôi cũng sắp điên rồi đây nè. Chợt thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình, ông vội cúi đầu tỏ ra có lỗi, rồi lên xe chạy đi. Lúc này ông không muốn về nhà, hay thậm chí là tới công ty, bởi ông đang muốn được yên tĩnh. Không hiểu thế nào mà ông lại chạy đến quán cà phê, nơi mà ông hoàn toàn không muốn tới. Vừa mới dừng để tìm vị trí đậu xe, ông bỗng nhìn thấy Kiều Tiên đang ôm eo một người đàn ông trung niên đi vào quán. Ông Hùng định quay xe đi quán khác, nhưng nhìn hình dáng người đàn ông này rất quen, làm ông bỗng tò mò. Chờ cho họ đi khuất, ông Hùng mang khẩu trang, đeo kính mát kín đáo vào quán, ngồi ở một góc bàn khuất, mà từ đó ông có thể nhìn thấy khuôn mặt của người kia. Vì không muốn bị phát hiện nên ông Hùng ngồi hơi xa và dĩ nhiên không nghe được nội dung hai người nói chuyện. Ông không hiểu cô ta đang cặp với con trai ông, rồi theo lời khai của cậu Hải thì cô ta cũng chính là tình nhân của cậu ta. Vậy người đàn ông này là như thế nào? Nhìn cách cô ta uốn éo dựa vào người đàn ông, chỉ có những cặp tình nhân mới có thể hiện như vậy. Đột nhiên người đàn ông đứng dậy tiến về phía ông Hùng, làm cho ông giật mình. Có bao giờ cô ta phát hiện ra ông không? Nhưng ông đeo khẩu trang và kính mát to bản che gần hết gương mặt thì không có dễ gì mà nhận ra được. Người đàn ông đi tới gần và thản nhiên đi qua bàn của ông ngồi, tiến về phía dãy nhà vệ sinh phía sau. Có một điều, thay vì sợ bị phát hiện, ông lại sửng sốt, bởi người này chính là ông Trần Toàn, một chủ thầu xây dựng ở An Giang. Còn nhớ có lần cách đây lâu rồi, hồi đó ông mới thành lập công ty nên tìm kiếm công việc còn rất ít. Một phần ít vốn, lại kinh nghiệm còn non kém, nên các chủ đầu tư còn e ngại, chưa có tin tưởng để giao công trình. Ông Hùng thường phải mua lại hợp đồng, có nghĩa các công ty ký hợp đồng với chủ đầu tư, nhưng họ không có trực tiếp thi công mà bán thầu lại cho ông theo hình thức liên danh. Và ông Toàn cũng là một trong số đó. Nhưng sau này, ông phát hiện ra ông ta lập công ty ma để nhận thầu, chứ thực chất thì chỉ môi giới kiếm tiền qua hồng, nên ông không có hợp tác nữa. Nhưng tại sao ông ta lại có mặt ở đây mà lại đi cùng với cô gái Kiều Tiên? Lục tìm ký ức giai đoạn những lần ông về An Giang, hồi đó ông gặp ông Toàn duy nhất có một lần do người bạn giới thiệu. Hai người gặp nhau nhậu tại một cái quán chòi bình dân. Ông Hùng và người bạn cùng với ông Toàn và một cô gái rất đẹp. Vì mãi bàn đến công việc nên ông cũng không có để ý. Tối đó vì tửu lượng kém mà lại bị ép uống quá nhiều nên ông không có biết gì nữa. Gần sáng tỉnh dậy, ông thấy mình đang nằm trong một cái chòi lá, bên cạnh một cô gái vẫn đang ngủ say. Cả hai đều không có một mảnh vải che thân, thì ông hiểu đã xảy ra chuyện gì. Quá hoảng sợ nên ông vội để lại một số tiền và nhanh chóng rời An Giang ngay trong đêm. Vì trời tối, hơn nữa ông quá hoảng sợ bị phát hiện nên cũng không kịp nhìn mặt cô gái. Chính vì vậy, khi ông Quang hỏi ông có mối tình nào ở An Giang không, thì ông nhanh chóng trả lời rằng không, bởi do ông chỉ có duy nhất một người phụ nữ, đó chính là bà Hà Chi, vợ của ông bây giờ. Thấy cũng không cần thiết phải ở lại làm gì, ông kín đáo rời khỏi quán, chạy thẳng về nhà. Thấy chồng về với tâm trạng mệt mỏi, bà Hà Chi tỏ ra lo lắng. Anh thấy trong người làm sao? Vừa mới ra bệnh viện đã đi làm rồi, nghỉ ngơi ít hôm cho nó khỏe cái đã. Anh không có sao. Uể oải trả lời cho vợ yên tâm, ông Hùng đi thẳng vào phòng, quen tay bấm chốt cửa lại. Ông muốn được một mình suy nghĩ về tất cả những việc vừa mới xảy ra. Rồi ông lại tự hỏi, có bao giờ cái lần đó với cô gái, khi cô ta tỉnh dậy thấy ông đã rời đi thì sao? Ông cũng đã khéo léo để lại một số tiền, mà giới hồi đó cũng không có phải là nhỏ. Vì không nhìn kỹ mặt cô ta nên khi ông gặp Kiều Tiên cũng không hề để lại ấn tượng gì. Ông rất khó chịu khi không gặp được ông Quang. Tại sao ông ấy hẹn ông rồi lại bỏ đi? Vậy mà có phải quá coi thường ông không? Lấy cái phone gọi cho ông Quang, nhưng đầu dây bên kia vẫn không nghe máy. Ông nhắn tin: tôi cần gặp ông gấp. Tôi nhớ ra ông Trần Toàn là người tôi gặp ở An Giang cách đây hơn 20 năm. Nhận được tin nhắn thì gọi lại cho tôi. Nhắn xong, ông buông điện thoại, nằm vật ra giường rồi ngủ thiếp đi.
mãi đến khi có tiếng gõ cửa và tiếng gọi của bà Hà Chi làm cho ông giật mình tỉnh giấc. Anh Hùng, mở cửa. Anh quên mất. Tại sao lại bấm chốt cửa chứ? Làm em hết hồn, tưởng xảy ra chuyện gì. Ủa, anh bấm chốt hả? Chắc tiện tay thôi. Vợ ông đẩy cửa bước vô, trên tay là tô cháo gà còn bốc khói, miệng nói. Anh thay đồ rồi ăn cháo. Chắc anh tắm nhanh một chút sẽ tỉnh thôi. Nói xong, ông đi vào nhà tắm, trong khi bà Chi cũng mở tủ lấy quần áo cho chồng thay. Nhìn ông mệt mỏi mà không chịu nghỉ, vẫn phải giải quyết các công việc ở công ty mà bà thương vô cùng. Chợt điện thoại của ông Hùng đổ chuông, nhìn màn hình lưu tên ông Quang nên bà Chi lắng nghe. Alo, anh Quang hả? Hà Chi hả? Cho anh gặp ông bạn vàng một chút coi. Dạ, anh Hùng đang đi tắm, chút xíu anh sẽ gọi lại cho anh. Tắt điện thoại, bà Chi nhân tiện đọc các dòng tin nhắn của chồng. Chợt bà chú ý đến tin nhắn mà chồng bà vừa mới gửi cho ông Quang, có nhắc đến một người đàn bà ở An Giang, nhưng rồi cũng nghĩ đến công việc. Nhưng không hiểu sao bà lại thắc mắc khi có lần nghe Việt Dũng nói quê của Kiều Tiên cũng ở An Giang, rồi bây giờ con trai của bà lại cũng đi An Giang mua đất gì đó. Tiếng của ông Hùng cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. Chị ơi, lấy cho anh bộ đồ. Dạ. Vừa đưa bộ đồ vừa nhìn vào mặt chồng làm cho ông Hùng bối rối. Ủa, chưa nhìn thấy anh khỏa thân bao giờ hay sao mà nhìn kỹ vậy? Một thoáng đỏ mặt, bà trả lời. Hôm nay nhìn cái mặt thấy gian gian cái gì đó. Biết vợ hỏi bâng quơ, nhưng nghĩ đến cái lần với cô gái làm ông Hùng cũng bối rối. Em nói vậy là sao chứ? Nay mặt anh gian lắm hả? Em giỡn thôi, anh ăn cháo đi, kẻo nguội đó. Hai vợ chồng bưng tô cháo cùng đi xuống phòng ăn. Như chợt nhớ ra cuộc điện thoại của ông Quang nên bà nói với ông. À, hồi anh đi tắm, anh Quang có gọi cho anh đó. Vừa nghe nói vậy, ông Hùng buông luôn cái tô cháo, định cầm cái điện thoại gọi lại. Nhưng bà Chi đã nhanh tay giật lấy, nói cái giọng không vui. Anh ăn cho xong rồi gọi, tô cháo ngon vậy mà nguội hết rồi. Không còn cách nào khác. Ông Hùng ngoan ngoãn ngồi ăn như một đứa trẻ mà lòng nóng như lửa đốt. Nhưng ông biết rằng có mặt vợ ngồi đây nên ông cũng không có thể nói được gì, chi bằng hoàn thành tô cháo này rồi tính. Ở dưới nhà, bà Chi bỗng chú ý đến cuộc nói chuyện của chồng với ông Quang. Nói đến ông Quang là chỉ có pháp luật. Có bao giờ công ty đang gặp cái chuyện gì sau cái hợp đồng bị mất kia không? Từ hôm đó bà thấy sức khỏe của chồng bà yếu lắm. Bây giờ lại dây dưa đến pháp luật là sao? Chuyện gì đã xảy ra mà giọng ông Hùng tỏ ra bực tức? Ông coi tôi là cái gì hả? Không nghe được tiếng ông Quang trả lời. Tiếp đến là tiếng ông Hùng, nhưng không còn tức giận nữa mà có vẻ bí mật. Tôi tới cơ quan thì ông đã đi rồi. Tôi buồn quá đến quán cà phê thì ông biết tôi gặp ai không? Chính cô Kiều Tiên đi với thằng cha chủ thầu xây dựng Trần Toàn ở An Giang. Sở dĩ tôi nhận ra hắn vì có lần tôi định mua lại công trình của hắn. Bà Hà Chi bàng hoàng. Ông Hùng vừa nhắc đến cô gái Kiều Tiên, con dâu tương lai của bà. Tại sao cô ấy lại đi với người đàn ông khác trong khi con trai của bà đang đi vắng? Chuyện này là như thế nào? Tại sao không ai nói gì với bà, kể cả ông Hùng? Bà giận run người vì bất ngờ. Vợ chồng bà sống với nhau gần 30 năm rồi mà không hề giấu giếm nhau bất cứ cái chuyện gì. Bà hoàn toàn tin tưởng ở chồng mình. Vậy cái chuyện này có liên quan đến con trai thì tại sao ông lại không nói với vợ chứ? Chờ ông Hùng nói chuyện xong với ông Quang, bà tiến ra ngồi đối diện với vẻ mặt giận dữ. Anh nói đi, tại sao lại giấu em? Ông Hùng bất ngờ, chưa hiểu vợ đang hỏi chuyện gì, ngạc nhiên ông hỏi. Em hỏi vậy là sao chứ? Nói rõ hơn được không? Như vậy chứng tỏ anh không phải giấu em một chuyện mà là nhiều chuyện, nên bây giờ không biết khai ra cái chuyện nào. Em thất vọng quá. Anh chưa biết em nghe được những gì rồi suy đoán lung tung. Sở dĩ có chuyện anh chưa nói với em vì chưa có chính xác. Ví dụ anh gặp con dâu tương lai đi với một người đàn ông, nhưng cũng không có thể khẳng định được chuyện gì khi chưa biết người đó là ai và mối quan hệ của người đó như thế nào. Vậy sao anh lại nói với ông Quang? Biết vợ đã đuối lý, ôm vai vợ, ông cười.
Không hiểu em có chút máu hoàng thư từ khi nào vậy? Nhiều khi cũng phải có chút chút mới thú vị chứ. Hai vợ chồng cùng cười, nhưng dường như vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời của chồng. Bà hỏi tiếp. Anh thấy thái độ của hai người đó như thế nào? Nhìn là biết ngay à. Ông Hùng không muốn nói cho vợ biết, đề phòng bà tức giận rồi gọi cho Kiều Tiên trách móc thì hỏng chuyện, nên ông trả lời bâng quơ. Anh chỉ thấy họ đi ngang qua thôi, vì không có muốn cho cô ta biết mình cũng đang có mặt ở quán, nên anh lẳng lặng đi ra ngoài. Chuyện này thằng Dũng đã biết chưa? Nói với nó làm cái gì chứ? Đâu có thể khẳng định là cô ta có cái gì với người đàn ông đó. Mà em cũng đừng có nói gì nghe, để cho hai đứa nó tự giải quyết. Mình già rồi, không có nên can thiệp. Em hiểu rồi. Con này xem chừng cũng không có ổn. Người yêu mới đi vắng mà đã có ngay người đàn ông khác, mà lại công khai đi bên nhau giữa thanh thiên bạch nhật nữa chứ. Ông Hùng cũng không nói gì thêm mà lẳng lặng đi lên phòng. Bởi ông biết tính vợ ông hay suy nghĩ rồi suy luận lung tung, khiến cho mọi chuyện từ nhỏ lại xé ra to. Ông là người hiểu vợ mình hơn ai hết. Vợ chồng ông chỉ có duy nhất một đứa con trai là Việt Dũng, nên tất cả tình thương dường như đều dành cho con. Tiếng nói chuyện điện thoại của vợ ở dưới nhà làm cho ông chú ý. Con sắp về chưa? Ở đó lâu quá cũng không có tốt. Chỉ cần nghe thấy vậy là biết vợ đang gọi nói chuyện với con trai. May mà ông kịp dừng lại không nói thêm gì, nếu không cũng không biết câu chuyện sẽ đẩy tới đâu. Từ thông tin của ông Hùng cung cấp về tên Toàn làm cho ông Quang như sớm nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Xe vừa chạy tới An Giang thì ông lập tức quay về thành phố. Tất cả đầu mối đều từ người đàn ông này. Lấy điện thoại gọi cho cậu Khánh, ông nói nhanh. Tôi vừa mới đến An Giang, nhưng có chút chuyện phải quay về thành phố ngay. Cậu điều tra về tên Trần Toàn, giám đốc công ty xây dựng Toàn Thắng cho tôi gấp. Sếp quay về ngay hả? Em cũng vừa mới phát hiện ra cô Kiều Tiên thứ hai. Rất tốt, gửi báo cáo qua email cho tôi. Không kịp chờ trinh sát Khánh trả lời, ông Quang phóng nhanh về thành phố. Sở dĩ ông hơi vội bởi tên Toàn đang có mặt ở đó. Vấn đề bây giờ là ông phải tìm cách nào để bắt được hắn, và không được cho hắn có thời gian và cơ hội trốn sang biên giới Campuchia. Ông chú ý chốt chặt cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Bình Phước, nơi mà tên Hải trên đường tháo chạy cũng đi theo cái lối này. Đúng lúc này thì ông Hùng gọi tới. Tôi nghe. Ông tới An Giang chưa? Tự nhiên tôi lại muốn tham gia vào cái vụ án này. Tôi muốn gặp cô ta. Cô ta là cô nào? Kiều Tiên hả? Cô gái mà tên Toàn gài cho tôi. Nhất định hôm đó tôi bị gài bẫy chứ xỉn quá cần câu rồi, còn làm ăn được cái gì. Cô ta đã chết cách đây 3 năm rồi. Hồi tôi còn công tác ở An Giang, nhưng tiếc rằng tôi không có phụ trách vụ án này. Ông Hùng im lặng. Nếu nói cô ta chết rồi thì lý do gì có thể kết luận rằng cô gái Kiều Tiên là con gái ông chứ? Cô gái đêm đó là ai? Nếu đêm đó ông có quan hệ với cô ta thì ít nhất ông cũng có ấn tượng, không ít thì nhiều. Đằng này ông chỉ nhớ mang máng lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm bên cô ta, thậm chí một cái ôm cũng không có. Ông là đàn ông, đã có gia đình, nên việc có quan hệ tình dục hay không thì ông cũng phải biết. Ông chỉ nhớ rằng vì quá hoảng sợ nên ông để lại một số tiền rồi về thành phố ngay trong đêm mà không còn kịp nhìn mặt cô ta là ai. Người nào đã đưa ông đến ngủ ở cái chòi đó? Sở dĩ sau cái đợt đó, ông cũng không có hỏi lại cái cậu môi giới, vì thật ra không muốn nhắc lại làm gì, rồi đến tai vợ lại lớn chuyện. Hơn 20 năm trôi qua, tại sao bây giờ con gái bà ta lại xuất hiện và khẳng định rằng mình chính là con gái của ông? Ông muốn được thử DNA và phải đào xới lại người nào đã hại ông đêm đó. Không hiểu sao ông cứ nghĩ đến tên Toàn, bởi lần đó ông đã từ chối yêu cầu thi công công trình mà hắn đã nhận. Đợt đó chắc chắn cũng mất một số tiền lớn và ảnh hưởng đến uy tín là chắc chắn. Mà cũng tại hắn chứ không phải ông. Nếu bản thân không có chuyên môn thì đừng có làm liều, chỉ làm trung gian để hai bên tổng thầu và chủ đầu tư tự thương lượng với nhau. Đằng này hắn chủ động ký trước và làm tài chánh, xong yêu cầu ông Hùng phải ký lại với công ty của hắn. Như vậy công ty của ông Hùng hoàn toàn nắm dao bằng lưỡi. Mà nếu chủ đầu tư không có thanh toán và tên Toàn cũng cao chạy xa bay thì ông biết tìm ai để lấy tiền. Chính vì cái lẽ đó mà ông Hùng từ chối. Nhưng không ngờ hắn lại gài bẫy ông như vậy.
Ngay cả bây giờ ngồi nghĩ lại, ông cũng không biết hắn làm như vậy để làm gì. Chỉ có thể cô ta là tình nhân của hắn, rồi hắn giở trò bắt quả tang Du cho ông đã ngủ với cô ta nên phạt để kiếm một số tiền. Nhưng không ngờ ông trở về ngay trong đêm nên hắn không làm gì được. Hỏi mà không thấy ông Hùng trả lời thì ông Quang biết bạn mình cũng đang rối lắm. Lúc đầu khi ông đi An Giang thì ông định lục lại vụ án của bà Kiều Loan. Nhưng khi nghe ông Hùng nói đã gặp tên Toàn thì ông lại thay đổi ý định. Ông phải bắt đầu từ tên Toàn chứ không phải bắt đầu từ một người đã qua đời như bà ta được. Rõ ràng ông ta là tình nhân của bà Loan, vậy bây giờ mối quan hệ giữa ông ta với cô gái Kiều Tiên, con của bà Loan là như thế nào? Tình cha con hay tình nhân? Ông nghĩ việc này hẳn tên Hải sẽ biết nên ông nhanh chóng quay về cơ quan để lấy lời khai của hắn. Đang thiêu thiêu ngủ trong phòng tạm giam, tên Hải giật mình khi bị gọi dậy với lý do lấy lời khai làm hắn bực mình. Lấy cái gì mà nhiều vậy? Hôm trước khai hết rồi còn gì? Miệng nói vậy nhưng chân hắn lại nhanh chóng đi lên phòng. Khác hẳn với lần trước khi nhìn thấy ông Quang, tên Hải đã cười giả lả. Dạ, cán bộ nhớ em hay sao mà không để cho em ngủ nữa? Còn sớm mà. Sớm gì nữa, gần sáng rồi cán bộ ơi. Lúc này ông Quang mới giật mình nhìn đồng hồ. Đúng, kim chỉ 3 giờ sáng. Nhưng như vậy ông chạy lên An Giang xong quay về dĩ chi hết 9-10 tiếng đồng hồ. Ông cười. Đúng là già mất rồi. Nhưng thôi, gần sáng lại càng trả lời minh mẫn hơn. Ngày còn trẻ ôn thi đại học, tôi toàn là dậy từ 3 giờ sáng để học đó. Tên Hải lấy tay che miệng ngáp, tỏ ra mệt mỏi. Buồn ngủ quá sếp ơi. Cũng không mất nhiều thời gian, ông Quang hỏi ngay. Anh biết tên Toàn không? Đang ngáp lấy ngáp để, nhưng khi vừa nghe đến tên Toàn thì hắn ta tỉnh ngủ vội hỏi. Sao cán bộ biết ông ta? Vì ông ta là giám đốc công ty xây dựng thì tôi cũng nghĩ anh phải biết chứ. Không cần biết ông Quang đang ngồi trước mặt, tên Hải chửi đổng. Giám đốc mẹ gì chứ? Cò thì nói cò, khoác cái áo mát giám đốc vô làm gì? Anh nói vậy chứ ông ta chính là chủ mưu chỉ đạo cho anh và cậu Trung cái vụ đánh tráo hồ sơ đúng không? Anh học cao mà thật khờ. Ông ta giao cho anh trực tiếp hành động. Nếu trót lọt thì tiền ông ta lấy. Còn nếu không may bị lộ thì anh bị bắt. Còn ông ta đang hú hí với cô Kiều Tiên tình nhân. Vừa nghe đến đó, tên Hải nhảy dựng lên. Cán bộ vừa nói cái gì? Ông ta đang ở đâu? Lấy tấm hình mà ông Hùng chụp hai người ở quán cà phê, ông Quang nói. Tên Toàn đang sống cùng với cô gái Kiều Tiên đó. Hắn lừa tôi. Hắn nói Kiều Tiên là con nuôi của hắn. Vì vậy bị ông Hùng bỏ rơi nên ông ta mang về nuôi nấng. Lúc tôi đánh tráo quyển hồ sơ thì hắn nói đang ở sát biên giới Campuchia. Có gì cứ chạy về đó rồi hắn sẽ lo hết. Khốn nạn mà. Vậy là không cần phải hỏi thêm. Tên Hải đang bức xúc nên cứ vậy mà tuôn ra. Thỉnh thoảng ông Quang lại thêm một câu làm cho hắn ta lại được đà nói tiếp. Lúc này ông Quang mới nói. Tôi nghĩ anh nên làm đơn tố cáo hắn. Không thể để hắn ngang nhiên mà sống nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật như vậy được. Tên Hải im lặng. Hắn nghĩ dù sao mình cũng đã bị bắt vào đây rồi. Mấy ngày qua hắn bỗng cảm thấy có lỗi và nhớ vợ con lắm. Vậy nếu hắn có chết thì cũng kéo chúng nó vào chết chùm. Làm gì có cái chuyện ôm ấp nhau như tấm hình kia chứ. Nghĩ vậy hắn dè dặt. Nếu tố cáo thì tôi được nhẹ tội không cán bộ? Có chứ, anh nên lấy công chuộc tội để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, sớm về với vợ con. Vậy là hắn giết. Không biết hắn giết những gì mà mấy tờ giấy để trên bàn đều kín chữ. Phải công nhận, chữ của hắn viết rất đẹp. Ngay cả đơn tố cáo cũng không cần phải hướng dẫn, hắn cũng viết đâu ra đó. Lý luận thật chặt chẽ, thể hiện người có trình độ. Sau khi dừng bút, hắn nộp đơn và trình bày. Tôi tố cáo cả cô ta luôn. Chính cô ta cũng lừa tôi. Anh có bằng chứng không? Anh nên nhớ tất cả những gì anh tố cáo đều phải có nhân chứng vật chứng thì mới hợp lệ. Nếu không vô tình anh lại phạm tội vu khống. Im lặng một hồi, tên Hải nói ông Quang. Cán bộ cho tôi xin lại cái bộ quần áo hôm bị bắt tôi đã mặc. Không được. Bộ quần áo đó là vật chứng. Vụ án đã được thu và niêm phong, không có thể giao lại cho anh được. Nhưng tôi muốn lấy một thứ nộp cho cán bộ. Như hiểu ý của hắn,
Ông Quang yêu cầu đưa lại bộ quần áo và bắt đầu quan sát. Tinh Hải rút sợi chỉ may ở cổ áo, rồi lấy ra một băng ghi âm rất nhỏ, được hắn khéo léo may giấu trong đó. Ông Quang và cậu Cường ồ lên một tiếng, không ngờ hắn lại thông minh tới như vậy. Kỳ này thì cho dù có nằm mơ thì tên Toàn cũng không thể ngờ rằng mọi việc làm của hắn đã bị lộ. Bởi vậy mới nói ông trời có mắt và hoàn toàn chứng kiến những việc chúng ta đang làm. Sau khi lấy lời khai của tên Hải xong, ông Quang mệt mỏi trở về phòng. Kim đồng hồ lúc này chỉ 5 giờ sáng. Ông để nguyên quần áo, ngã người xuống cái đi văn, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đang nhâm nhi ly cà phê, Kiều Tiên bỗng nhìn thấy hai vợ chồng bà Hằng. Hôm trước đã cãi nhau với cô đang ngồi uống cà phê ở một góc bàn gần đó. Không nói không rằng, cô đứng dậy lao nhanh đến tính ăn tươi nước sống bà ta. Nhưng khi cô ta vừa mới lao đến, giơ tay lên định đánh, thì người đàn ông đi cùng đã vội giơ tay ra đỡ, đồng thời túm lấy cổ tay cô ta giữ lại. Dường như chỉ chờ có vậy, cô ta kêu toáng lên gọi người đàn ông. Anh ơi, cứu em! Đang quay mặt nói chuyện điện thoại, nghe tiếng la hét của Kiều Tiên, ông Toàn vội lao tới, không cần biết phải trái mà vung tay đấm thẳng vào mặt người đàn ông. Phía bên kia, hai người đàn bà lại đang túm tóc gào xéo quần áo. Rồi thì hai người cào cấu đủ các loại vỏ. Kiều Tiên bị bà Hằng xé cái váy đầm rách lên tận mông để lộ cái vết xăm hình bông hoa hồng ngay đùi phải. Thấy vậy cô ta gào lên. Mày có biết đang làm cái gì không hả con kia? Mày có bán nhà cũng không có đủ tiền mua cái đầm này đền cho tao đâu. Lần này mày chết là cái chắc rồi. Đồ con chó cái ăn cắp. Bà Hằng cũng không vừa. Đừng có tưởng mày nói cái gì thì nói. Tao ăn cắp hồi nào? Có ai làm chứng không? Mày nói bậy tao tát cho mày không còn cái răng mà húp cháo bây giờ à. Lúc này cậu Cường và hai bảo vệ xuất hiện. Vừa thấy Cường của ta gào lên chỉ tay vào mặt bà Hằng. Bắt bà ta, chính cái bà đánh tráo điện thoại của tôi. Cường quát lên. Hai người dừng lại ngay đi, xin mời cả hai về đồn. Tôi không có về, tại sao tôi phải về chứ? Vậy cô không về thì chúng tôi lấy điện thoại giao cho ai? Phát hiện ra có công an tới, tên Toàn vội nhanh chân tẩu thoát. Vì ngồi dãy bàn cuối quán nên hắn nhanh chân chuồn vào nhà vệ sinh. Khoảng 5 phút sau, không thấy động tĩnh gì. Hay nói đúng hơn, mọi người đang tập trung vào hai người phụ nữ mà không ai để ý đến mình, nên hắn nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Nhưng hắn đâu ngờ, khi vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh, thì hắn thấy người đàn ông đi với cái bà đang đánh nhau đã chặn ngay cửa với gương mặt hầm hầm, miệng rít lên. Mày tưởng đánh tao xong rồi chuồn lẹ như vậy sao? Tao có chuyện phải đi, không có rảnh để nói với mày. Tránh ra. Tao không tránh. Vậy mày muốn cái gì? Hay là một đấm còn chưa đủ hả? Hắn lo lắm, nhưng đứng trước tình thế này, hắn phải cố tỏ ra bình tĩnh như cố cười ngạo nghễ. Người đàn ông lúc này cũng không hề đánh lại, mà cứ túm lấy cổ áo của hắn kéo ngược ra phía sau, làm cho hắn nổi điên gào lên. Buông ra! Tao kêu mày buông ra! Mày có nghe thấy không? Hả? Tao nghe chứ, nhưng mà tao không buông. Lúc này bà con kéo đến xem, làm cho hắn thấy bất lợi. Phải bằng mọi cách thoát khỏi nơi này, nhưng thoát bằng cách nào khi người đàn ông cứ túm lấy cổ áo của hắn không có chịu buông. Hắn cúi đầu xuống nhằm cái bụng ông ta mà hút. Hắn nghĩ làm như vậy thì ông ta đâu sẽ phải bỏ tay ra. Nhưng thật không ngờ khi chính người đàn ông đó lấy từ trong túi ra một cái còng số 8 và nói: Trần Toàn, anh đã bị bắt. Khác với Kiều Tiên, Trần Toàn hoàn toàn im lặng và ngoan ngoãn đi theo ông Quang ra xe. Vì mặc thường phục nên người ngoài nhìn vào thì thấy hai người đàn ông đang đi sát vào nhau. Ở cuối quán, trinh sát Hằng cũng không cần phải đóng kịch nữa. Khi Kiều Tiên vừa xông vào thì bằng một thế võ, chị nhẹ nhàng hạ cô ta té sấp mặt xuống đất. Vừa bị té đau, nhưng điều mà cô ta không có tin nổi đó là tại sao bà ta lại có võ để hạ cô nhanh tới như vậy. Người đàn bà này là ai? Tại sao lại cứ cố tình gây chuyện với cô chứ? Thấy cô ta cứ nằm lì dưới đất, trinh sát Hằng cúi xuống kéo cô ta đứng lên, đồng thời dằn từng tiếng. Bây giờ cô tự giác theo chúng tôi về đồn hay để chúng tôi phải cưỡng chế? Tên Toàn cũng đã bị bắt rồi. Bà chưa nói cái gì, tại sao anh ấy lại bị bắt chứ? Muốn biết thì giờ đó mà hỏi. Miệng nói nhưng tay chị đã rút ra cái còng số 8. Vừa nhìn thấy vậy thì Kiều Tiên đã tỏ ra vô cùng sợ hãi, vội chắp tay nói. Mọi người đang bu xem đông lắm, bà đừng có làm vậy với tôi không có tội. Vậy thì tại sao cô còn nằm đó?
theo chúng tôi về đồn thì muốn nói cái gì thì nói, chúng tôi không có nhiều thời gian. Dường như lúc này cô ta hiểu mình đã bị trúng kế của công an nên vội lồm cồm ngồi dậy theo ra xe. Mọi người trong quán vô cùng ngạc nhiên và trầm trồ khi thấy công an bắt tội phạm vô cùng tài tình, nhất là chị Hằng, một trinh sát nữ đã hóa trang thành người phụ nữ trung tuổi và chấp nhận cho cô ta đánh để rồi ra đòn quật ngã cô ta một cách đáng khâm phục. Về tới đồn cảnh sát, Kiều Tiên đã một hai đòi gặp ông Toàn. Trinh sát Hằng nghiêm nét mặt hỏi cô ta: Cô có ngồi im đi không? Yêu cầu cho tôi được gặp ông Toàn, tôi có chuyện cần nói. Cô có biết đây là đâu không hả? Ông Toàn nào mà cô đòi gặp? Rõ ràng ở quán cà phê bà nói với tôi là ông Toàn cũng vào đây rồi nên tôi mới đi chứ. Lúc này ông Quang trong bộ cảnh phục xuất hiện. Vừa nhìn thấy ông thì cô ta mặt tái mét, bởi đã có lần cô nhìn thấy ông đi với ông Hùng và hai người tỏ ra thân thiết lắm. Ông Quang ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt cô ta, nhưng Kiều Tiên như cố tình né tránh ánh mắt đó. Cô ta ngồi xoay người ra phía ngoài, ánh mắt lơ đãng nhìn vào một điểm không chớp. Ông Quang biết thừa cô ta đang nghĩ cách để đối phó. Ông nháy mắt cho chị Hằng rồi nói: Chị Hằng, đưa giấy bút cho cô Kiều Tiên đây viết lời khai. Đang ngồi lơ đãng nhìn ra ngoài, Kiều Tiên nghe thấy vậy vội quay lại ngạc nhiên: Cái gì? Tôi có vi phạm gì đâu mà phải khai? Các ông các bà có bắt làm người hay không? Tôi biết cái gì mà giết chứ. Nhưng vẻ mặt của ông Quang vẫn thản nhiên không thèm chú ý đến biểu cảm của cô mà hỏi lại: Có đúng cô không có biết cái gì hay không? Vậy để tôi gợi ý cho cô nghe. Còn cô có thắc mắc tại sao lại bị bắt vào đây thì tôi trả lời theo đơn tố cáo của tên Hải nên chúng tôi phải làm rõ. Tên Hải cũng bị bắt rồi hả? Biết mình nói hớ do buộc miệng, Kiều Tiên vội quay sang chị Hằng nói sang chuyện khác: Chị cho tôi xin lại cái điện thoại mà hôm trước chị đã cầm lầm đi. Đến giờ phút này thì chính thức chúng tôi thu lại cái điện thoại đó. Cô có trách nhiệm phải trả lời và chịu trách nhiệm về các dữ liệu trong điện thoại. Cô ta nghe thấy đó thì nhảy dựng lên: Đồ ăn cướp! Các người bày đặt chuyện cầm lầm, bây giờ thì lại thu trắng trợn của tôi sẽ kiện các người. Ông Quang vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt cô ta gằn từng tiếng: Nếu cô vẫn giữ thái độ như vậy thì chúng tôi chính thức bắt cô và tạm giam. Cô nói chúng tôi ăn cướp thì cô có quyền kiện, nhưng nếu không đúng thì cô mắc thêm cái tội vu khống. Cô trả lời cho tôi tên cô là cái gì, cô ăn cắp chứng minh nhân dân của cô Hứa Thúc Kiều Tiên ở đâu, tại sao lại không sử dụng giấy tờ tùy thân của mình mà lại dùng giấy tờ của người khác, vậy cô là ai? Cô ta tái mét mặt mày, miệng ú ớ: Ông mới nói cái gì? Tôi không có hiểu. Vở kịch của cô có thể dừng lại được rồi đó. Cô có thể khóc, có thể cười, có thể đóng vai một cô gái ngây thơ với những người đàn ông bị cô cho vào bẫy lừa đảo, mà vì danh dự và sự nghiệp họ đành phải oan ức mà chịu im lặng. Kiều Tiên giật mình. Cô ta biết ông Quang đang nói gì và nói đến ai. Chắc ông Hùng đã nói hết cho ông ta nghe, nhưng cô không sợ. Nói cô lừa ông ta thì cô lừa cái gì? Ngay khi ông Hùng đề cập đến cái chuyện sẽ cho cô một số tiền lớn, nhưng cô cũng chưa hề nhận mà cô muốn phải được danh phận. Nhưng khi tên Hải nói về việc Dũng mới đi du học về và một điều quan trọng là anh ta chính là con trai duy nhất của vợ chồng ông Hùng, thì cô đã thay đổi kế hoạch. Cô không cần yêu cầu đến ông Hùng nữa, mà người cô cần chính là con trai của ông ta, và cô đã bắt đầu tấn công. Nếu được làm vợ chàng trai Việt Dũng thì dường như cô có tất cả. Tài sản của gia đình ông Hùng không là của anh thì là của ai? Đã vậy cô lại không phải sống già nhân ngãi non vợ chồng với một ông già như ông Hùng, và thời cơ đã đến. Nhưng cho dù công an có thấy được cuộn băng video trong điện thoại thì cô cũng vô tội. Nghĩ như vậy nên Kiều Tiên trả lời: Tôi là Kiều Tiên, tôi không có lừa đảo ai hết. Nếu nói tôi lừa thì ít nhất cũng là lừa tiền, nhưng tôi đã lấy tiền của ai đâu, mà chính họ là những người đã hại tôi. Cô không có nói lừa ai à? Vậy về đoạn băng video giữa cô và ông Hùng là như thế nào đây? Ai đã quay video đó? Cô đã nói với ông Hùng là ông ta đã hãm hiếp cô, có đúng không? Kiều Tiên không trả lời được nên im lặng. Cô ta muốn dò xem ý của ông Quang định nói cái gì. Tại sao ông ta lại hỏi người quay video? Nếu cô khai ra một ai đó thì tại sao người đó biết ông Hùng hãm hiếp cô mà lại không can ngăn? Rồi tên Hải khốn kiếp đã khai những gì với công an chứ? Hắn có khai cái đoạn video đó chính là hắn và cô không?
tốt nhất là im lặng để có thời gian suy nghĩ. Biết cô đang cố tình kéo dài, ông Quang nháy mắt với chị Hằng. Một lát sau điện thoại của chị Hằng đổ chuông, tiếng trinh sát Khánh đang gọi từ An Giang về. Báo cáo sếp. Có chuyện gì? Dạ, cậu Khánh từ An Giang báo về là đã tìm được cô gái có tên Hứa Thúc Kiều Tiên đúng với trong hồ sơ lưu trữ. Quả tốt, tôi sẽ trực tiếp lấy lời khai của cô ta về nguyên nhân cái chết của mẹ cô ta là bà Hứa Thúc Kiều Loan. Dạ thưa sếp. Nhìn cô ta đang mặt tái mét, miệng cứ lắp bắp không nói nên lời, nhưng ông Quang xem như không biết gì, quay sang cô ta ông hỏi. Đến đâu rồi, tiếp tục thôi. Cô ta toát mồ hôi, thầm nghĩ mình đã chuẩn bị chu đáo mọi tình huống để trả lời, nhưng lại không nghĩ đến cái chuyện này. Cái con Kiều Tiên ngu ngốc tại sao lại để cho công an tìm thấy chứ? Mà cũng tại cái ông Toàn khốn kiếp đã thả cô Kiều Tiên thiệt ra. Nếu không thì đã không có chuyện rắc rối như thế này. Cô ta tỏ ra mệt mỏi. Tôi mệt, xin phép được nghỉ. Nói xong cô ta đứng dậy, chị Hằng vẫy tay cô ta đi theo mình. Ông Quang có vẻ trầm tư suy nghĩ. Như vậy ông vẫn chưa khai thác được về thân nhân của cô ta. Thực ra cô ta là ai? Dấu vân tay hết sức mờ nên rất có thể xác định chính xác. Giống như cô ta đã cố tình làm như vậy. Việc tìm cô gái tên Kiều Tiên mà cậu Khánh báo về cũng chưa khai thác được gì. Mọi dấu vết về cái chết của bà Kiều Loan vẫn còn là một ẩn số. Cô ta đi rồi, nhưng ông Quang vẫn còn ngồi yên suy nghĩ. Nếu bây giờ ông lấy lời khai của tên Toàn mà chưa có cơ sở chắc chắn thì sẽ bị hắn bắt bẻ. Còn nếu không có cơ sở giữ người thì bắt buộc ông phải thả hắn ra. Và như vậy sẽ khó khăn trong việc điều tra. Chợt nhớ đến đơn tố cáo và đoạn băng ghi âm của tên Hải về việc tên Toàn chính là chủ mưu trong việc này. Ông bắt đầu sang phòng lấy lời khai. Vừa nhìn thấy ông Quang, khác với cô Kiều Tiên, hắn vẫn ngồi im không chào không hỏi và không tỏ ra sợ hãi. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào người đối diện. Khi ông Quang ngồi xuống ghế trước mặt thì hắn cúi xuống nhìn đồng hồ. Chào anh Toàn, môi giới xây dựng. Nghe mấy câu coi thường từ miệng của ông Quang, hắn tức lắm. Cho dù có là trung gian trong các gói thầu, nhưng dù sao hắn cũng là một giám đốc doanh nghiệp, chứ đâu phải là mấy người môi giới bình thường. Hắn lập công ty có giấy phép đăng ký kinh doanh hẳn hoi, chứ đâu phải muốn nói cái gì thì nói. Hắn lại cúi xuống nhìn đồng hồ, rồi lại ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, nhưng vẫn tuyệt nhiên không nói gì. Ông Quang lên tiếng. Chúng tôi mời anh lên đây để mong anh cung cấp thông tin. Ông Quang chưa nói hết câu thì tên Toàn bỗng dưng hung hăng đứng lên chỉ thẳng mặt ông mà quát. Mày vừa nói cái gì? Mày mới nói là mời tao tới đây phải không? Mày nói mời và lại còng tay tao trước mặt bao nhiêu người à? Giải thích đi, xem tao có nghe có lọt lỗ tai hay không. Trinh sát Cường đứng bên cạnh vội ấn vai hắn xuống. Yêu cầu anh ngồi xuống. Lúc này ông Quang mới trả lời. Sở dĩ tôi còng tay vì anh có ý định bỏ trốn và chống lại người thi hành công vụ. Tôi yêu cầu anh hãy hợp tác. Mọi thái độ vừa rồi chỉ gây bất lợi cho anh mà thôi. Tôi phạm cái tội gì mà hợp tác? Ngay các ông vừa gọi tôi cũng không có đúng. Tôi là giám đốc công ty Toàn Thắng. Chuyện môi giới hay gọi cái tên khác là trung gian giữa hai công ty, là tổng thầu thi công và nhà đầu tư đối với một công trình xây dựng nào đó. Công ty của tôi là tổng thầu chứ ai? Hôm nay anh lại còn kiêm thêm cái ngành nghề ăn cắp, đánh tráo hồ sơ dự thầu. Lại một lần nữa, hắn nhảy dựng lên khỏi ghế. Ông Quang lấy từ trong ngăn bàn ra một băng ghi âm và mở lớn cho mọi người cùng nghe. Tiếng của tên Toàn và tên Hải nói quang quang, nghe rõ mồn một. Nội dung cuộc nói chuyện xoay quanh việc tên Hải nhận nhiệm vụ phải bằng mọi cách đánh tráo hồ sơ năng lực của công ty Hùng Phát. Mục đích để công ty HJ thắng thầu, số tiền mà công ty HJ sẽ trả chia 3, tên Toàn và Kiều Tiên lấy 60%, còn tên Hải 30%, 10% cho tên Trung. Dù có chết đi sống lại, thì tên Toàn cũng không thể hình dung được cuộc nói chuyện ngày hôm đó lại có kẻ ghi âm và nộp cho công an. Hắn im lặng một hồi rồi chối tội. Tôi không có biết các ông cắt ghép thế nào mà lại có cuộn băng ghi âm này. Ai đã ghi âm và nộp cho các ông, hãy cho tôi gặp người đó. Vậy số tiền mà công ty HJ đã chuyển vào tài khoản của ông thì giải thích thế nào đây? Hay cũng là do chúng tôi dựng lên? Ông lấy trọn cái số tiền đó nhưng không có chia cho một người nào nên họ mới bức xúc.
Kể ra ông cũng không có nên tham lam quá như vậy đâu. Đến đây thì Thanh Toàn hoàn toàn cứng họng. Hồi nãy hắn im lặng để chuẩn bị thế phản công, thì bây giờ hắn im lặng để có thời gian tìm lối thoát. Ông Quang chỉ biết nhìn hắn thở dài và tự nhủ, bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Nghe ông Quang nói đã bắt được tên Toàn, ông Hùng một hai đội gặp trực tiếp hắn. Ông muốn hỏi tại sao cái đêm hôm đó hắn lại hại ông chứ. Nhưng ông Quang chưa đồng ý, bởi mục đích của ông Quang là muốn tên Toàn phải khai ra nguyên nhân cái chết và ai là thủ phạm đã giết bà Kiều Loan. Cô gái đang sử dụng giấy tờ tùy thân mang tên Kiều Tiên thực chất là ai? Nghe nói bà Loan có hai cô con gái, vậy ai mới là Kiều Tiên thật và ai là giả? Ông cũng lờ mờ đoán được hai cô gái này có liên quan đến nhau, bởi nhìn vẻ ngoài rất giống nhau. Nhưng có một điều, nếu cô ta cũng là con của bà Kiều Loan thì tại sao không có sử dụng giấy tờ tùy thân của mình mà lại dùng chứng minh nhân dân của người khác? Còn một vấn đề ông cần phải làm rõ, nếu đúng như ông Hùng dự đoán thì bà Kiều Loan chính là tình nhân của tên Toàn. Vậy cô Kiều Tiên này với tên Toàn là cái gì? Tình nhân hay là tình cha con? Theo cách xưng hô của ta gọi tên Toàn lúc thì ổng, lúc thì là ảnh, hết sức thân mật. Thật là một mối bồng bông vô cùng rắc rối. Bỗng, ông nhận được email từ công an tỉnh An Giang gửi về hồ sơ vụ án tử vong của bà Kiều Loan cách đây 3 năm trước. Mở hồ sơ ra coi kỹ, thì ông bỗng chú ý đến chi tiết khi xét nghiệm tử thi trong móng tay của nạn nhân có tế bào da. Nhưng ngoài tế bào da có một ai đó còn có mực xăm hình màu xanh tím. Như vậy, chứng tỏ bà ta đã bị giết và trước khi chết có vật lộn cào cấu. Như vậy, kẻ thù ác phải có vết xăm và màu mực này. Chợt ông nhớ đến lần mà cô Kiều Tiên đánh nhau với trinh sát Hằng tại quán cà phê và cái đầm cô ta đang mặc bị rách để lộ cặp đùi trắng thon dài có xăm hình bông hồng tím rất đẹp. Nhưng cô ta đang là con gái ruột của bà Kiều Loan, vậy cớ gì con gái lại giết mẹ mình chứ? Vấn đề bây giờ phải làm cách nào để cô ta phải khai ra? Nếu chỉ đơn thuần màu mực hình xăm thì chưa có đủ. Thật sơ suất khi điều tra cái vụ án đó, công an An Giang đã không có xét về tế bào DNA trong móng tay của nạn nhân, nên bây giờ không có đủ cơ sở để khẳng định cô ta chính là kẻ thủ ác giết bà Kiều Loan. Việc điều tra bỗng đi vào bế tắc, thì bỗng cậu Khánh từ An Giang điện về. Ông Quang vội nghe máy. Alo, tôi nghe đây. Báo cáo sếp, em đã liên lạc được với cô Kiều Tiên có dấu vân tay trùng khớp với dấu vân tay trong giấy tờ tùy thân. Tốt quá, bây giờ cô ta đang ở đâu? Dạ, cô ta đang ở Hồng Ngự, Đồng Tháp. Ông Quang nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã buổi chiều. Nếu ông chạy về Đồng Tháp thì cũng phải mất 4 tiếng. Vậy thì có gì cũng phải sáng mai mới gặp được cô ta lấy lời khai. Nhưng nếu bây giờ ông không đến gặp trực tiếp cô gái đó thì việc điều tra vẫn chưa có lối thoát. Nếu cô ta là Kiều Tiên thật thì cô gái này là ai hẳn cô ta cũng biết. Nếu cả hai người đều là con gái của bà Kiều Loan thì cô ta không có thể nói là không biết về cái chết của mẹ. Ông nói với cậu Khánh. Bảo vệ cô ta cẩn thận. Dạ, tụi em triển khai rồi. Suốt buổi chiều hôm đó, ông Quang cứ đi đi lại lại trong phòng, rồi lại xem hồ sơ trên bàn mà không làm gì được. Ông quyết định xin lệnh cấp trên cho lật lại vụ án giết người cách đây hơn 3 năm ở An Giang và được cấp trên đồng ý. Báo cáo. Tiếng của ông bảo vệ cũng làm ông giật mình. Có chuyện gì? Dạ, có ông Hùng, công ty Hùng Phát xin gặp. Nói ông chờ tôi ở quán cà phê bên kia đường đi. Khi ông bảo vệ quay đi thì lập tức ông cũng bước ra theo. Khi hai người đến quán thì ông Hùng tỏ vẻ sốt ruột hỏi ngay. Tên Toàn đâu? Ông cho tôi gặp được không? Ông gặp để làm cái gì? Tôi muốn hỏi hắn tại sao lại hại tôi như vậy. Nếu hắn hỏi lại ông có cơ sở gì mà ông hỏi như vậy? Nếu ông đã khẳng định hắn làm thì bằng chứng đâu? Cuối cùng chính ông thú nhận là đã ngủ với cô gái đêm đó và có thể tin tức này sẽ được gửi đến cho vợ ông đó. Ông Hùng dò đầu bứt tai khổ sở. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Bây giờ ông phải hết sức bình tĩnh, cả trúng kế của tụi nó đó. Tôi đang điều tra lại cái vụ án giết người mà nạn nhân chính là bà Kiều Loan. Ông nói với tôi là bà ta qua đời cách đây hơn 3 năm rồi. Đúng, nhưng muốn điều tra về cô gái này và tên Toàn thì phải bắt đầu từ bà ta.
ông đã nói với tôi cái tên toàn tình nhân của bà ta và ông ta với cô gái tên Kiều Tiên này là như thế nào? Tình nhân hay là cha con? Nếu là cha con thì tại sao cô ta lại gọi hắn là anh, hết sức thân mật như vậy? Còn tình nhân thì như thế nào đây? Hắn ta vừa là tình nhân của mẹ, bây giờ lại là tình nhân với con gái hay sao? Vậy thông tin nào khẳng định cô ta là con gái của tôi? Tôi cũng chưa có trả lời được câu hỏi này. Tôi phải đi gặp một người. Người đó là ai? Cô Kiều Tiên. Lần này ông Hùng không có ngạc nhiên nữa. Cái gì mà một cô gái đang bị tạm giam là Kiều Tiên, bây giờ lại đi gặp thêm một cô Kiều Tiên nữa là sao? Chắc ông cũng muốn điên lên quá. May mà ngày xưa ông chọn thi vào cái ngành xây dựng, chứ không có học ngành cảnh sát như ông Quang. Ông Quang cũng đang hết sức căng thẳng nên cũng không có quan tâm đến thái độ của ông Hùng. Thấy ông Quang giải thích rằng không thể gặp tên Toàn lúc này thì ông lững thững đứng dậy ra về. Chưa bao giờ mà có một cuộc gặp giữa hai người lại tẻ nhạt đến vậy. Ông Hùng về rồi, còn ông Quang vẫn ngồi lại nhâm nhi từng giọt cà phê đắng đăm chiêu suy nghĩ. Chợt nhớ đến cuộn băng video của tên Hải cung cấp, ông vội đi về cơ quan rồi vào phòng đóng cửa lại. Bỗng dưng bị công an mời lên làm việc, Thanh Lan vô cùng ngạc nhiên, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Từ ngày mẹ cô qua đời, nhà cửa cũng bị người ta đến xiết nợ. Cô buồn bã, theo người bà con sang Campuchia làm phục vụ trong casino. Nhưng làm vất vả cộng thêm ăn uống kham khổ suốt mấy tháng trời mà không được nhận một đồng lương nào, nên cô và một số người bỏ trốn về Việt Nam vì sợ bị truy lùng, nên cô thay tên đổi họ và đi biệt xứ về tận miệt Đồng Tháp cho đến bây giờ. Thấy cô gái ngồi trước mặt tỏ vẻ lo sợ, Duy Khánh chủ động cất lời chào. Chào cô Kiều Tiên. Thanh Lan vẫn im lặng. Anh công an đang ngồi trước mặt nhìn thái độ rất thoải mái. Nhưng nếu bây giờ cô lên tiếng thì không khác nào cô tự công nhận mình là Kiều Tiên hay sao? Nếu bây giờ họ hỏi tại sao lại phải thay tên đổi họ thì có bắt mình hay không? Cô sợ lắm. Suốt mấy năm trời trốn chui trốn nhủi, sợ người của sòng bài bắt lại. Bây giờ cô có công ăn việc làm ổn định, tuy lương không có cao nhưng với cô như vậy cũng là tốt lắm rồi. Không thấy cô gái trả lời, trinh sát Khánh cười. Cô đừng có sợ, chúng tôi mời cô tới đây chỉ để hỏi một số vấn đề liên quan đến giấy tờ tùy thân của cô, chứ ngoài ra hoàn toàn không có ý gì khác. Cô gái cúi mặt nói lý nhí. Các ông không có bắt tôi chứ? Tại sao lại bắt chứ? Cô có vi phạm cái gì đâu mà bắt. Tôi chỉ muốn cô hợp tác trả lời một số câu hỏi mà thôi. Trả lời xong thì tôi có được về đi mần không? Có chứ. Vậy các ông hỏi gì thì hỏi đi, tôi còn về đi mần nữa đó. Theo như lời cô gái Kiều Tiên này trả lời, vì bỏ trốn khỏi casino bên Campuchia, toàn bộ giấy tờ của cô đều phải bỏ lại. Về quê nhà ở An Giang cũng không còn nhà để ở. Mẹ thì mất nên cô bỏ xứ đi luôn. Theo người bạn mà hai người cùng bỏ trốn chạy về miệt Đồng Tháp, nơi bạn cô có người bà con ở đó cho tới nay. Mẹ cô chỉ sinh được một mình cô đúng không? Cô ngập ngừng một hồi rồi trả lời. Thiệt tình thì tôi cũng không có muốn nói về mẹ của mình. Cả hai chị em tôi đều không có biết cha mình là ai. Chỉ thấy thỉnh thoảng có một người đàn ông về nhà ở một thời gian rồi lại đi mà cũng không có biết ổng đi đâu nữa. Chị em tôi không có dám hỏi. Theo như lời cô nói thì cô còn một người chị nữa. Đúng, chị tôi trẻ hơn tôi 2 tuổi. Chị cô tên là gì? Chị tên là Hứa Thúc Kiều Liên. Cô có biết hiện nay chị của cô đang ở đâu không? Thiệt tình từ ngày mẹ mất, hai chị em mỗi đứa một nơi. Nhất là khi tôi bỏ trốn khỏi sòng bài thì hoàn toàn mất tin tức luôn. Hơn nữa tôi cũng không có muốn gặp. Cô có thể cho tôi biết lý do vì sao mà cô không muốn gặp chị của mình không? Ngập ngừng một hồi cô gái nói. Tính nết của chị không có hợp với tôi. Im lặng một hồi, cô gái có vẻ không muốn nói thêm nữa. Quay mặt nhìn ra cửa, ánh mắt lơ đãng nhìn vào một điểm cố định. Cô đang hồi tưởng lại mọi chuyện trong quá khứ. Những cái chuyện này mà cô chỉ muốn quên đi tất cả và mong rằng không bao giờ muốn nhắc tới. Bỗng cậu Khánh đặt lên bàn một tấm hình. Cô có quen biết người đàn ông này không? Không biết ông ta là ai mà gương mặt của cô tái mét, hai mắt ngơ ngác có phần hốt hoảng. Tại sao công an lại có hình của ông ta mà hỏi cô chứ? Bây giờ cô phải trả lời thế nào đây? Ngước nhìn anh công an đang ngồi trước mặt,
Cô lắc đầu, biết cô gái không muốn trả lời nên anh quyết định tạm dừng. Cũng không muốn làm phiền cô thêm nữa đâu, nhưng hy vọng cô tiếp tục hợp tác với chúng tôi, mục đích là tìm ra kẻ đã giết mẹ cô, lấy lại công bằng cho bà. Ngạc nhiên lẫn hoảng sợ tột độ, Kiều Tiên đứng dậy mà run rẩy không có vững. Ngày mẹ mất không một mảnh vải che thân, bị dùi ở cái ống cống thoát nước. Cô biết chị hai và người đàn ông đó xin về mai táng và đề nghị không có truy cứu. Hai người họ lấy lý do thời gian gần đây mẹ bị trầm cảm nên thường hay cởi quần áo đi lang thang rồi té mà chết. Nhưng cô hiểu không phải như vậy. Nhiều đêm thức giấc giữa chừng, cô thấy tiếng mẹ khóc một mình ở trong phòng, còn chị hai thì ít khi có ở nhà. Chị ta đi đâu và làm gì cô cũng không biết và không dám hỏi. Dường như đoán được sự sợ hãi trong ánh mắt của cô gái, cậu Khánh động viên. Cô yên tâm đi, những gì cô đang nghĩ chúng tôi đều biết, những người mà cô lo sợ thì chúng tôi cũng bắt hết rồi. Cô gái thốt lên. Ổng bị bắt luôn rồi hả? Biết mình nói hớ nên cô im lặng, có bao giờ công an đang đoán mò hay không? Cô sợ lắm và không dám khai ra sự thật, bởi chính ông ta là người đi cùng cô sang làm việc ở sòng bài, chứ không phải ai khác. Rồi khi cô cùng mấy người bỏ trốn, thì chính ông ta cùng người của sòng bài đi truy lùng. Bây giờ công an nói là đã bắt ông ta là có thật không? Cô không được tin bất kỳ ai. Có khi nào chính ông công an ngồi trước mặt đây cũng là người của ông ta thì sao? Không đứng dậy ra về, mà Kiều Tiên vẫn ngồi im, hai mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Cô bỗng nhớ đến mẹ. Cuộc đời của mẹ là cả một tấn bi kịch. Mẹ rất đẹp, nhưng cũng vì cái đẹp đó mà đẩy đưa cuộc đời mẹ từ tay người đàn ông này đến người đàn ông khác. Cả hai chị em đều không biết cha mình là ai. Kiều Tiên vốn hiền lành, thương mẹ nên không bao giờ hỏi để mẹ đau lòng. Bởi có lần cô nghe thấy tiếng của chị Kiều Liên đi nhậu xỉn về, chửi mẹ. Chị ta nói bị thiên hạ coi thường vì không có cha, nhưng bản thân mẹ còn không biết thì làm sao trả lời được chứ. Nhưng chị hai đâu có thông cảm cho mẹ mà luôn dằn vặt làm cho mẹ đau lòng. Thấy cô gái không ra về như ý định ban đầu mà ngồi trầm tư suy nghĩ, trinh sát Khánh gợi ý. Sao cô không có thắc mắc lý do tại sao chúng tôi mời cô lên đây để lấy lời khai và tại sao chị hai của cô lại bị bắt? Nếu cô không có hợp tác thì sẽ bị liên lụy vì giấy tờ chị cô mang theo bên mình và hiện nay đang sử dụng là Kiều Tiên. Chị hai là Kiều Liên mà, tại sao chị lại có và sử dụng giấy tờ của tôi chứ? Bởi vậy cô phải hợp tác với cơ quan điều tra, xác nhận chuyện chị ta chính là Kiều Liên. Nhưng tôi không có làm gì vi phạm pháp luật chứ. Còn nữa, cô đừng nói với tôi cô không có biết chuyện ông Trần Toàn chính là nhân tình của mẹ cô. Kiều Tiên im lặng. Cô cứ ngỡ những chuỗi ngày đen tối đã qua đi kể từ cái ngày mà mẹ cô qua đời. Hơn 3 năm với bao biến cố tưởng chừng không có thể vượt qua. Vậy mà giờ đây cái bi kịch đó lại tiếp tục tái hiện. Tưởng chừng nó cứ như cái giòi bạch tuộc bám chặt lấy cô mà không sao thoát ra được. Cô thắc mắc tại sao chị Hai Liên làm gì mà phạm pháp, còn ông ta nữa. Nhưng cô không dám hỏi mà chỉ đang rất lo lắng khi chị Hai lại sử dụng giấy tờ của cô. Nếu cô không chứng minh được người vi phạm chính là chị Kiều Liên chứ không phải cô, thì người chịu trách nhiệm về việc đó lại chính là cô. Nhìn người công an trước mặt, cô ngập ngừng. Bây giờ tôi phải mẫn gì đây? Trước tiên cô nói rõ về thân nhân của mình, về gia đình cô, về cô Kiều Liên và mẹ cô. Nói rồi Khánh đẩy ra trước mặt cô gái một tập giấy và cây bút. Như hiểu được ý của anh muốn gì, cô bắt đầu viết. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Sắc đẹp và tội ác, tác giả Nguyễn Hiền. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 4.